Cụ thể, mặt hàng mận Bắc loại 1 được vận chuyển bằng đường hàng không, bảo quản trong điều kiện tốt có giá bán dao động từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng một ký. Chất lượng mận không thay đổi so với mọi năm, nhưng giá bán ra đã tăng từ 5 đến 10.000 đồng một ký do cước phí vận chuyển tăng. Thế nhưng do sức tiêu thụ giảm mạnh nên các cửa hàng kinh doanh cũng khá e ngại trong việc nhập hàng. Mận Hà Nội thì mọi năm một ngày có thể bán từ 50 ký đến một tạ. Nhưng mà năm nay là giảm chắc phải đến 2/3. Tình hình khó khăn như thế này thì mình cũng lại đẩy mạnh online để kịp với xu hướng là giờ dịch bệnh thì mọi người ngại đi lại. Nên mình sẽ bán online, ship đến tận nơi, hỗ trợ tiền ship cho khách hàng để khách hàng yên tâm để mua sắm. Một ngày là 60-70 ký, bây giờ năm nay bán ngày 30-40 ký, năm ngoái là đã chậm rồi, năm nay càng chậm nữa. Không chỉ có các cửa hàng lớn mới gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, mà tình trạng trên cũng xuất hiện tại các quầy kinh doanh nhỏ lẻ. Theo ghi nhận, tuy mận Bắc loại 3, loại 4 chỉ có giá từ 10.000 đồng một ký đến 60.000 đồng một ký, thế nhưng số lượng nhập hàng năm nay vẫn giảm mạnh do tình hình kinh doanh không khả quan, sức tiêu thụ chỉ đạt gần 50% so với những năm trước. Hiện giá bán của các loại mận Bắc vẫn đang được duy trì và có thể sẽ giảm nhẹ vào giữa mùa.